Chiến sự Nga-Ukraine, tình hình và nguy cơ Nguyên nhân Pháp chuyển sang quan điểm cứng rắn về xung đột Nga-Ukraine Không quân Nga lấy lại bầu trời, đẩy Ukraine vào thế khó chống đỡ Tổng thống Nga Putin ra lệnh thay thế lính nghĩa vụ ở biên giới bằng lực lượng đặc nhiệm Xung đột giữa Nga và NATO sẽ dẫn đến tình trạng chỉ còn một bước là đến chiến tranh thế giới thứ ba. Chiến sự Nga-Ukraine đang ở trong thế giằng co và khó có được những đột phá lớn. Tổn thất với cả hai bên là rất lớn và họ đều đang có những tính toán cũng như chiến thuật phù hợp với điều kiện của mình. Vậy mỗi bên đang có những chiến thuật gì và cơ hội đột phá nằm ở đâu? Kết cục cuộc chiến đang phụ thuộc vào điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe những quan điểm của chuyên gia Can Suster về những nhận định và dự đoán chiến sự Nga-Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, gần đây số người chết ở Ukraine trong cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng. Nhưng cả các chính trị gia Mỹ cũng đang do dự trong việc có nên cung cấp thêm hỗ trợ hay không. Cuộc chiến đã đi vào bế tắc. Cả Nga và Ukraine đều không thể đạt được những bước đột phá lớn. Đồng thời, Mỹ và các đồng minh bắt đầu xem xét hậu quả của sự thất bại hoặc sụp đổ ở Ukraine. Ông K. Suster đã có bài bình luận về góc độ đối với những gì đang xảy ra tại Ukraine hiện nay. Theo ông, do mức độ tham nhũng cao trong chính phủ Ukraine, viện trợ tài chính sẽ không giải quyết được vấn đề các nhà tài trợ chỗ Ukraine không nên lặp lại sai lầm của Mỹ ở những nơi như Afghanistan, Iraq, mà chỉ nên cung cấp vũ khí và vật tư. Quan trọng hơn, họ nên giám sát và theo dõi các nguồn cung cấp được gửi đi để bảo đảm chúng đến tay quân đội chiến đấu, chứ không phải đến chợ đen. Tổng thống Ukraine Zelensky cần coi việc loại bỏ tham nhũng trong chính phủ là một ưu tiên chính trị và giao việc chiến đấu cho các tướng lĩnh của ông. Ông nên coi tham nhũng là tội phản quốc vì đất nước. Ông đang đấu tranh để sinh tồn những kẻ phạm tội phải bị đưa ra công lý và bị trừng phạt nghiêm khắc. Loại bỏ tham nhũng sẽ thúc đẩy niềm tin trong và ngoài nước vào chính phủ ông Zelensky và đảm bảo lực lượng của ông được trang bị và cung cấp tốt hơn. Về mặt chiến lược, Ukraine đang ở thế phòng thủ. Ukraine đang sử dụng lực lượng đặc biệt, máy bay không người lái và vũ khí tầm xa để xâm nhập sâu vào hậu phương của Nga và tấn công có chọn lọc các mục tiêu chính trị, kinh tế. Người Ukraine vẫn quyết tâm, nhưng sự mệt mỏi vì chiến tranh không còn xa nữa. Những tổn thất vào mùa hè năm ngoái và tình trạng thiếu hụt vật chất gần đây đã tước đi thế chủ động trên chiến trường của Ukraine và mang lại cho Nga động lực mới ở khu vực Donbass. May mắn thay, lực lượng phòng thủ ven biển cũng như đội quân máy bay và tàu không người lái của Kiev đã giữ được Hải quân Nga, ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào từ sườn biển đen của nước này về mặt chiến đấu các công nghệ hiện đại như thiết bị không người lái và vũ khí chính xác đã khiến các lý thuyết và chiến thuật hiện nay của lực lượng vũ trang nga và ukraine trở nên lỗi thời điều này khiến quân đội hai nước không thể tiến hành các hoạt động cơ động thay vào đó họ buộc phải tham gia vào chiến tranh vị trí có lợi cho phe phòng thủ kết quả là chiến tranh trở thành một cuộc chiến tiêu hào mỗi nước cố gắng tiêu diệt ý chí chính trị của nước kia hành động của họ thiên về gây thương vong hơn là chiếm lại hoặc giữ lãnh thổ nó giống như thế chiến thứ nhất, nơi hỏa lực khổng lồ tàn phá một khu vực và quân phòng thủ của đối phương. Mặc dù vậy, quân phòng thủ vẫn có hỏa lực để ngăn chặn cuộc tấn công vượt ra ngoài khu vực bị phá hủy. Khoảng cách của mỗi lần tiến thêm được giới hạn ở vài trăm mét hoặc 1 đến 2 km với tổn thất rất lớn. Hệ thống phòng không nhiều lớp, tên lửa đất đối không SAM tích hợp tầm xa, tầm trung và tầm ngắn và pháo phòng không tầm gần đã làm giảm sự đóng góp của sức mạnh không quân truyền thống vào nỗ lực chiến tranh. Máy bay không người lái phần lớn đảm nhận các nhiệm vụ hỗ trợ tầm gần trong chiến đấu trên mặt đất. Tuy nhiên, chưa quốc gia nào phát triển học thuyết hoặc chiến thuật toàn diện để tích hợp việc sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn để hỗ trợ các kế hoạch điều động. Dù vậy, máy bay không người lái dựa vào liên kết dữ liệu để liên lạc với bộ điều khiển, mang lại động lực và tầm quan trọng mới cho chiến tranh điện tử. Do đó, việc phát hiện và gây nhiễu các liên kết điều khiển máy bay không người lái đã trở nên quan trọng như việc tấn công chính máy bay không người lái ngược lại nga đáp trả bằng vũ khí tầm xa và pháo binh tấn công ồ ạt quân đội nga đang sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của ukraine không quân nga đã học được cách không trực tiếp thách thức hệ thống phòng không của ukraine thay vào đó họ sử dụng vũ khí tầm xa cho phép máy bay tấn công từ bên ngoài hoặc dọc theo lớp tên lửa phòng không của ukraine một khi Ukraine đưa chiến đấu cơ F-16 vào tham chiến, không quân Nga sẽ cố gắng đưa chúng vào tầm phủ sóng của tên lửa phòng không Nga, thay vì tấn công chúng trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Cả hai đội quân đều đang đào sâu chiến hào và cung cấp sự yểm trợ từ trên cao. Bố trí quân đội bất cứ khi nào có thể trong các tòa nhà và thành trí bê tông để bảo vệ họ khỏi hỏa lực pháo binh, bom, máy bay không người lái, tên lửa và súng cối. Họ cũng đặt căng bãi mìn để hạn chế sự di chuyển trên bộ của kẻ thù và lôi kéo những kẻ tấn công vào vùng tiêu diệt để quân phòng thủ có thể tập trung hỏa lực chống lại đối phương. Cũng theo tác giả Can Schuster, lực lượng chiến thuật của Ukraine được huấn luyện bài bản hơn lực lượng Nga và sử dụng tốt hơn các công nghệ hiện đại như máy bay không người lái và vũ khí chính xác như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Tuy nhiên, họ đã phải chịu một trận thua lớn vào mùa hè năm ngoái, Ukraine đang cố gắng chiếm lại lãnh thổ bằng chiến thuật cơ động từ những năm 1980. Họ tin rằng pháo binh hiện đại, vũ khí chính xác và chiến thuật máy bay không người lái của mình có thể vượt qua hệ thống phòng thủ nhiều tầng và được chuẩn bị tốt của Nga, được hỗ trợ bởi lực lượng pháo binh lớn. Kết quả là quân đội Ukraine đã phải trả giá đắt và thu được rất ít tiến bộ. Tính theo tỷ lệ, 31.000 người đã thiệt mạng ở Ukraine trong vài năm qua, tương đương với hơn 300.000 người chết trên chiến trường Mỹ tỷ lệ tử vong ngoài chiến trường thường tăng thêm 10%. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tinh thần và hiệu quả chiến đấu sẽ suy giảm. Ngoài ra, thương vong của dân thường thường vượt quá tổn thất về quân sự, càng ảnh hưởng đến ý thức chiến đấu của dân tộc. Nói chung, dự đoán kết quả của cuộc chiến tranh là việc làm không mấy khôn ngoan, nhưng có thể đánh giá được hướng đi của chiến tranh trong tương lai. Trừ khi tinh thần của người dân ở cả hai nước sụp đổ hoàn toàn, chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài sang năm sau. Nhưng đến mùa thu năm sau, mức độ giao tranh sẽ giảm xuống mức lẻ tẻ bản thân cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ không kết thúc mà sẽ tiếp tục trong tình trạng căng thẳng cao độ, nhưng hạn chế giao tranh cho đến khi các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai bên tìm được các điều khoản hòa bình và được cả hai bên chấp nhận. Đồng thời, Hoa Kỳ và các đồng minh phải làm mọi thứ có thể để hỗ trợ phòng thủ Ukraine. Ngoài việc thể hiện vai trò lãnh đạo ở châu Âu, nhà lãnh đạo Pháp muốn tạo ra sự mơ hồ chiến lược với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người muốn tạo sự nổi bật mang tính đột phá, đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh vai trò lãnh đạo giữa Pháp và Đức trong việc hoạch định chính sách của EU. Trọng tâm của cuộc cạnh tranh này được thể hiện qua sự thay đổi quan điểm đột ngột của Tổng thống Macron liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chúng ta phải đoàn kết vào thời điểm này và quyết tâm không để Nga thắng. Hỗ trợ Ukraine đến cùng là lợi ích của chúng ta và an ninh của châu Âu, ông Macron nói màn thể hiện sự đoàn kết trên diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng công khai giữa hai nhà lãnh đạo. Điển hình là việc Tổng thống Pháp tuyên bố phương Tây không loại trừ việc triển khai lực lượng tại Ukraine, điều mà Thủ tướng Đức bác bỏ. Tuyên bố của ông Macron về khả năng triển khai binh sĩ NATO tới Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris được triệu tập vội vàng vào tháng 2 vừa qua là một bước ngoặt đáng kinh ngạc đối với một tổng thống từng cảnh báo không nên khiến Nga tức giận và ủng hộ duy trì các kênh ngoại giao với Moscow. Để hiểu lý do đằng sau sự thay đổi bất ngờ này của nhà lãnh đạo Pháp, tờ Telegraph đã phỏng vấn với nhiều nguồn tin ở Điện Elysee. Các nguồn tin đều cho rằng Tổng thống Macron đang muốn Pháp được coi là cường quốc thống trị ở châu Âu trong bối cảnh chính trị đang thay đổi, cả trên trường quốc tế và trong nước. Đức đã nhiều lần nói rõ rằng họ không nghĩ rằng Pháp, cường quốc quân sự lớn của EU lại hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine, một quan điểm được Mỹ chia sẻ khi Thủ tướng Schol có bài phát biểu vào tháng 2 kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng cường nỗ lực, vốn chưa đủ để cung cấp cho Ukraine những vũ khí quan trọng. Điều này đã khiến cho Pháp tức giận. Tổng thống Macron đáp lại rằng Pháp đã viện trợ tên lửa tầm xa cho Kiev và kêu gọi Berlin làm theo với tên lửa Taurus, được coi là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất của quân đội Đức. Thủ tướng Đức, người không đồng tình với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, đã nhiều lần từ chối vì sợ leo thang xung đột, khiến Hạ viện Đức tuần này bỏ phiếu bác bỏ đề xuất viện trợ tên lửa Taurus lần thứ ba tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Các nguồn tin ở Berlin chỉ ra rằng Đức không giống như Pháp, không có vũ khí hạt nhân, khiến nước này dễ bị tổn thương hơn. Một điều mà cả Đức và Pháp đều đồng ý là châu Âu cần duy trì sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh tình trạng mệt mỏi quốc tế về xung đột ngày càng gia tăng. Đây là một lý do khác khiến ông Macron quyết định thay đổi quan điểm. Pháp và châu Âu cần một cú hích về mặt tinh thần trước thực tế khắc nghiệt của thời đại mới. Các nguồn tin của Pháp cho biết tình hình thực tế ở Ukraine là điều cũng đã thuyết phục được ông Macron công khai về các cuộc thảo luận triển khai quân châu Âu đến thực địa. Các lực lượng Ukraine đang chịu áp lực ngày càng tăng trong cuộc giao tranh trên bộ, trong đó các lực lượng Nga đang giành được nhiều thắng lợi ở tiền tuyến. Kết quả bầu cử Tổng thống Nga Ông Putin thắng áp đảo Ông Putin cũng trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nga kể từ thời lãnh đạo Joseph Stalin. Hãng tin Ria của Nga dẫn kết quả bầu cử sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 20 giờ 37 phút, ngày 17 tháng 3, theo giờ Moscow, ứng viên độc lập Vladimir Putin đã giành được 87,21% số phiếu ủng hộ sau khi công tác kiểm phiếu tiến hành được 87,98%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 74,22%. Với kết quả này, ông Putin đã nắm chắc chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Nga năm nay và đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm từ năm 2024 đến năm 2030. Cuộc bỏ phiếu năm nay đã được tổ chức từ thứ Sáu đến ngày Chủ nhật 17 tháng 3 theo giờ Moscow. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của nước này sau khi thông qua sửa đổi hiến pháp vào năm 2020. Theo quy định hiến pháp mới, nếu đủ điều kiện, ông Putin có thể tái tranh cử vào năm 2030. Và trong trường hợp đắc cử, ông sẽ cầm quyền đến năm 2036. Đồng thời, cuộc bầu cử năm 2024 cũng sẽ là lần đầu tiên Nga tổ chức bỏ phiếu bầu tổng thống ở bốn khu vực mới sát nhập, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Trước đó, ông Putin từng được bầu làm Tổng thống Nga lần đầu tiên vào năm 2000 và sau đó tái đắc cử thêm 3 lần nữa vào các năm 2004, 2012 và 2018. Sau thời gian liên tiếp bị phòng không Ukraine bắn hạ, thậm chí máy bay còn không xuất kích chiến đấu, thì đến nay lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã vượt được qua những tháng ngày đen tối. Máy bay tiêm kích bom siêu thanh Su-34 cùng loại bom 1.500 kg của không quân Nga đang trở thành cơn ác mộng đối với quân đội Ukraine trên chiến trường trong thời gian gần đây, kể cả họ được bảo vệ trong những công sự vững chắc nhất như ở Adika. Mỗi khi loại máy bay chiến đấu này cất cánh, các lỗ hổng trên tuyến phòng thủ của Ukraine sẽ bị xé toạc bằng những vụ nổ dữ dội. Khung cảnh thật kinh hoàng, đường kính của những hố bom tấn có thể lên tới 15 mét. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Inat cho biết không quân Nga đã sử dụng loại bom hạng nặng FAB-1500, còn được gọi là bom địa ngục. Đây là loại bom do Liên Xô sản xuất, nhưng được Nga biến nó thành bom lượn chính xác với tầm bay tối đa lên tới 100 km. Theo trang Top World của Nga, bom FAB-1500 có trọng lượng 1,5 tấn và gần một nửa trong số đó là thuốc nổ mạnh. Quân đội Ukraina cho biết, sức sát thương của bom FAB 1500 rất kinh khủng, không chỉ phá tan công sự kiên cố mà còn ảnh hưởng tới tinh thần của quân Ukraina. Theo các video quay trực tiếp từ chiến trường Ukraina cho thấy, loại bom tấn này được Nga cải tiến, có thể dễ dàng phá hủy các hệ thống công sự kiên cố, các nhà máy và tòa nhà cao tầng, những nơi được coi là pháo đài phòng thủ của quân Ukraina. Trước đây, quân đội Nga chủ yếu sử dụng hỏa lực pháo binh để tấn công các mục tiêu trên, thì hiện nay quân đội Nga đã thay thế bằng các loại bom 500kg. Nếu mục tiêu chưa bị khuất phục, thì không quân Nga tiếp tục sử dụng loại bom 1.500kg. Cũng cần phải hiểu thêm rằng, bom FAB-1500 là loại bom thông thường, có sức công phá mạnh nhất của quân đội Liên Xô, được sản xuất loạt lớn, chuyên dùng để phá hủy những mục tiêu kiên cố của đối phương và hiện trong các kho của Nga còn nhiều loại bom này so sánh bom hạng nặng sản xuất loạt của Mỹ là loại GBU-31 với bom FAB-1500 của Nga thì bom GBU-31 chỉ có trọng lượng 2.000 pound tương đương với 907 kg chưa bằng 2/3 trọng lượng của bom Nga. Đây là lý do tại sao quân đội Ukraine rất sợ loại vũ khí này. Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, trên chiến trường Ukraine, không quân Nga chỉ sử dụng loại bom FAB-1500 trong chiến dịch đánh chiếm nhà máy thép Ajoston ở thành phố Marupol thuộc miền nam Ukraine và đã nhanh chóng buộc quân Ukraine đầu hàng. Tại Ajoston, bom FAB-1500 được máy bay ném bom TU-22M3 thả trực tiếp xuống mục tiêu từ độ cao 3.000m khi khả năng phòng không của ukraine tại nhà máy auston đã bị tê liệt và đó cũng là chiến dịch tấn công thành phố duy nhất mà không quân nga sử dụng phương pháp ném bom truyền thống khi đó không quân nga chưa có bom lượn được cải tiến từ bom thường như bom gdam của mỹ do vậy các loại máy bay của nga phải sử dụng phương pháp ném bom từ thế chiến thứ hai đó là bay trên đầu mục tiêu để cắt bom hoặc ném bom bổ nhào Chính vì phương án ném bom của không quân Nga lạc hậu như vậy, nên nhiều máy bay ném bom của Nga đã bị Ukraine bắn hạ bằng vũ khí phòng không tầm thấp, khiến cho lực lượng không quân chiến thuật của Nga gặp khủng hoảng, thậm chí là có giai đoạn không thể xuất kích. Đến tháng 1 năm 2023, không quân Nga bắt đầu thử nghiệm loại bom lượn có điều khiển, giống như bom lượn JDAM-R của Mỹ. Đến tháng 9 năm 2023, Nga đã cải tiến bom thành công, bom thường FAB-1500, để biến nó thành một loại bom điều khiển giá rẻ, nhưng có khả năng sát thương cao. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Inat cho biết, so với việc sản xuất tên lửa trị giá hàng triệu USD, thì chi phí cải tiến bom FAB-1500 rẻ hơn nhiều. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky thì thường xuyên kêu gọi thế giới viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí phòng không hơn. Để ngăn không quân Nga thả bom lượn, hiện quân đội Ukraine chỉ có tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và S-300 của Liên Xô là có đủ tầm bắn để ngăn máy bay Nga thả những quả bom này. Nhưng số lượng những vũ khí trên của Kiev rất hạn chế và việc đưa chúng ra sát chiến tuyến tiềm ẩn những rủi ro rất lớn. Hiện tại, các nước phương Tây đã đề xuất giúp Ukraine máy bay chiến đấu F-16 để ngăn chặn Su-34 của lực lượng không quân chiến thuật Nga thả bom lượn, giảm bớt mối đe dọa của bom địa ngục đối với lực lượng chiến đấu mặt đất. Các quan chức phương Tây cho biết, 12 phi công Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện lái máy bay F-16 kéo dài 10 tháng tại Đan Mạch, Mỹ hoặc Anh. Dự kiến vào mùa hè năm nay, lứa phi công F-16 đầu tiên của Ukraine sẽ tham chiến nhằm ngăn chặn máy bay nga trên khu vực phía đông Ukraine. Về vấn đề này, giới chức nga nhấn mạnh, tiêm kích F-16 không thể thay đổi tình hình cuộc chiến giữa nga và Ukraine và sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội nga. Ngay cả khi các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu tiên tiến hơn, Nga vẫn có khả năng đáp trả. Và việc hồi sinh của lực lượng không quân chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhờ vào việc đưa vào sử dụng rộng rãi bom lượn có điều khiển từ bom thường, cho thấy không quân Nga đã lấy lại bầu trời và đẩy Ukraine vào thế khó chống đỡ. Thất bại của Ukraine tại pháo đài không thể đánh sập Adika vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về kế hoạch của các nhóm dân quân Ukraine nhằm tiến hành cuộc tấn công vào vùng biên giới Nga, và ông đã quyết định thay thế lính nghĩa vụ ở khu vực này bằng lực lượng đặc nhiệm. Nhà báo Pavel Drazubin cho biết, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về những nỗ lực tiêm tàng nhằm xâm phạm biên giới Nga, hai tuần trước khi những cuộc tấn công này xảy ra. Để ứng phó, lãnh đạo đã ra lệnh rút lực lượng dự bị lùi ra biên giới và thay thế họ bằng các quân nhân chuyên nghiệp, tình nguyện viên và lực lượng đặc nhiệm. Đó là những gì đã diễn ra, nhà báo Jarubin nói. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, các nhóm dân quân Ukraine đã liên tục cố gắng tiến hành những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó có 4 cuộc tấn công theo hướng bên Gorod. Trong cuộc họp vào hôm 15 tháng 3 với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã chỉ trích những nỗ lực của các nhóm dân quân nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử đang diễn ra và cam kết sẽ trả đũa. Ông Putin giải thích rằng những nỗ lực này bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh, cũng như những vụ tấn công nhằm xâm phạm biên giới Nga. Ông nói rằng hành động này vô nghĩa về mặt quân sự. Ba nhóm dân quân Ukraine đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Cơ quan chức năng Nga coi các nhóm này là tổ chức khủng bố. Không thể loại trừ một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO trong tương lai. Nhưng trong trường hợp này, thế giới sẽ chỉ còn một bước nữa là đến chiến tranh thế giới thứ ba, cuộc chiến không có ai mong muốn tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại nhưng tôi phải nói và điều này mọi người đều hiểu rằng như vậy sẽ chỉ còn một bước nữa là dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba trên quy mô toàn diện tôi nghĩ chắc chắn không có ai mong muốn điều đó xảy ra ông nói điều này đã được ứng viên tổng thống nga đồng thời là đương kim nguyên thủ quốc gia vladimir putin tuyên bố tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông Chúng tôi biết quân nhân vũ trang của các nước NATO đang có mặt ở đó. Chúng tôi nghe được cả tiếng Pháp và tiếng Anh ở đó. Điều này chẳng có gì tốt đẹp trước hết đối với họ, bởi vì ở đó họ đang thiệt mạng với số lượng lớn. Ông nói, Putin lưu ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người trước đó đã đưa ra tuyên bố về khả năng điều quân tới Ukraine, đã sửa đổi quan điểm của mình theo nghĩa là quân đội này sẽ có các chức năng phụ trợ. Họ sẽ tham gia huấn luyện quân nhân ở Ukraine, giải thích cách sử dụng thiết bị của phương Tây và một số chức năng khác tương tự như vậy. Ông nói, hiện nay điều đó cũng không khác việc lính đánh thuê làm là mấy. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại!